ra thể loại hao này cũng không nhiều người nghe ha. Hao này không nhiều người nghe, thế là ít người, ít lượng view à. Em thích cái loại tropical hao hơn, nghe 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 nó nhẹ nhàng lắm. Em biết một vài bài nghe lại cái kiểu tropical hao. Ủa? Đâu phải á. Em tính tính cái list này đầu tiên luôn à. Gửi cho em cái link xem nào. Don't let me down á. Don't let me down. What high hyper roll á, thôi thôi thôi, không chạp, không chơi cái đấy đâu, cái đấy toàn bị yên nó có bản quyền thôi. Không được, bài này cũng là bị bản quyền mà. Mình không chơi những cái không bản quyền đâu. Cái bản quyền đâu. As being leaked, yeah, a little bit, bro. Someone request me turn on some music from No Coffee Sound. I'm finding any good song. TNT is away. He training. He don't play ladder. TNT. Zack Nova Zack ăn cút á. Anh cũng không có phê, anh không có đây là anh không biết. Cho anh mượn ác đi. Cho anh mượn ác đi team. Cho anh mượn ác. Yeah, đây rồi, đây rồi, đây rồi. À cái bài này mình có rồi. Cho anh mượn ác, anh stream cho mọi người xem. Come on. Em ơi, cho anh mượn ai. Tico is the best player of Brazilian. And how about Lucas Gamer and Samuel and Suko TS and em đang xem kênh của Rockstar sir. À, Rockstar. Em tưởng anh tưởng em có cái nick cơ. Zack, I don't have him on friend list, sorry. Sorry guys. Em có đưa lâu rồi đấy. Tico is the best sub Osama. Chơi cái bầu, chơi cả Mota, chơi đùa. GG! Nasu! Yo, go! Open Music CR Movie Your Body á. Mình xem nào bài này có. Ủa nhá, bài này nó không có trong một cái kênh đi anh không biết ở đâu. Tại vì kênh của anh nó đang nằm ở trên cái bờ vực, nó hơi bị loằng ngoằng, không mở được. Hôm nào làm vlog á, thực ra là vlog mình ấy, bị chả biết quay cái vẹo gì. Chẳng lẽ lên công ty rồi làm việc rồi quay rồi.
Chứ lại làm vlog thì công ty mình nó cũng nhiều khi nó cũng có nhiều việc, nhiều khi không có việc, quay cũng chả biết làm mẹ rồi, quay một hai bữa nó chán. Mình lại ít đi chơi nữa. Nhưng mà có thể nếu mà mình có thời gian mình sẽ quay được tập. Ta ly đâu, ta ly đi ngủ rồi ba. Mai giờ mình vào xem. Của cái ông nào mà kêu donate 100 nghìn đâu rồi. Đâu, trăm hết đâu, đâu nghìn trăm hết đâu, à, trăm đối với trăm nghìn đâu. Đi đâu mất rồi. Tali đi ngủ rồi, anh em đợi Tali đi. Làm việc thì ăn uống hay kiếm sắp à, thực ra thì cũng được, nhưng mà nếu mà làm với kiểu ăn uống á thì ít nhất là phải có một cái ông, một ông về edit này, một ông về edit và một ông là đi quay cùng nữa. Nói chung là ít nhất phải có hai ông, một ông chuyên về quay và một ông chuyên về dựng. Quay dựng cũng là một, nhưng mà thực ra là phải có chiến lược và đi xa thôi, chứ còn nếu mà chỉ cứ làm điều kiểu như kiểu mình thì chưa được, mình cần phải có nó cơ. Thế ông nào kêu đồ hết. Mình đang có ý định là chẳng lẽ đi review các cái quán ở chỗ mình ở ta. Ví dụ như là ở chỗ mình á, là mình ở trong chỗ công nghiệp. Vì vậy là mình có thể mình đi review mấy cái quán ở đây nhỉ? Ví dụ sáng đi mua xôi ở đâu ngon nhỉ? Hay. Với 10.000 bạn sẽ mua xôi ở đâu ngon? Đấy, tuyệt vời không? Ví dụ nhá. Các bạn đang làm về game nhá. Game này nhá các bạn. Giữ bìa xong. Các bạn đăng những cái clip như kiểu bên ví dụ Brawl Stars khá thật vẹo nó xem. Mero, I want to add you. As my Facebook link below description. Đây meta đây, nhiều meta. Respawn Musketeer. Many. When the stream ending? In 2 hours. Twister DM. Okay. My Twister link below description. Best stream bro. Thank you. Wait, give me a like, share a video, come on. Thank you. Because it's free. Mình đang làm clip nên mình phải làm tất cả mọi thứ. Rất là mệt. Vừa quay game này, vừa phải edit video, vừa phải public video, tag video. Nói chung mình làm tất cả mọi thứ. Mệt vãi trường. Kênh mình đang bé và mình chưa có chiến lược để là phát triển to hơn. Vì vậy là mình cũng chưa có kiếm thêm người làm. Nhưng mà mình cũng rất muốn là kiếm thêm người làm, những người có thể hiểu mình của mình làm mọi thứ. Ladderpushing. Ok. Hello from Pluto. When? Oh.
hành tinh Pluto. Anh nghe Lily của Alan Walker đi. Không, cái đấy tại vì là nó có copyright sao á. Nên là thôi. Thì cái nào mà nó từ kênh của No Copyright á thì mình mới mở được. Tại vì nó cũng hơi nhạy cảm với kênh của mình. Kênh của mình đang bị hai gậy từ Supercell. Cái ông Tony Ngô này cũng là người Việt Nam mà sao cũng có nước ngoài, tên nước ngoài đây. Thế là Night Rex 154. I go the best player in Graveyard, Zack bro, Zack, and Pompeo, Batman, Zack. Zack có sụp Supercell tài trợ không? Không, chả có Supercell tài trợ gì. Việt Nam ở US biết ngay mà, con biết ngõ tiếng Tommy Ngô là biết ngay là Việt Kiều rồi, Việt Kiều thì giàu vãi chưởng luôn. Hey bro, hey. Một vài streamer mà được Supercell tài trợ. Đấy, nhờ nhạc sắp sơ no copyright là không bị bản quyền đấy. Hôm bữa mình bị hai gậy của Supercell vì đăng cái CIL. Nhưng mà có liều thì nên nhiều. What's clan lúc YouTube clan name. Live from fun, yeah, thank you. Bông rúa. GG. OBS để livestream ha. Thank you.